Kính thưa quý vị, phi cơ Pháp bắt đầu thực hiện các chuyến bay quan sát ở Iraq, tin từ Paris, Pháp Quốc. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã nói với đài phát thanh France Inter trước khi khai mạc hội nghị Paris có 30 nước tham dự rằng phi cơ Pháp đã thực hiện các chuyến bay quan sát ở Iraq. Iraq đã yêu cầu Pháp và Tổng thống Hollande đã quyết định việc này. Các chuyến bay thám sát đầu tiên đã cất cánh từ một căn cứ quân sự Pháp tại Abu Dhabi trong ngày thứ Hai. Hội nghị ngoại trưởng 30 nước ở Paris nhằm thảo luận những vấn đề chính trị, an ninh và nhân đạo trong công tác chống phiến quân Quốc gia Hồi giáo. Các giới chức Pháp nói rằng chương trình phải đi xa hơn, ngoài hành động quân sự và nhân đạo, phải có chương trình chính trị sau khi phiến quân Quốc gia Hồi giáo suy yếu. Những viên chức này nói rằng Iraq đi đến tình trạng hiện nay là vì Hoa Kỳ đã thiếu tiên đoán dài hạn trong lúc đưa quân qua Iraq trong năm 2003. Pháp đã hứa tham gia không kích ở Iraq, nhưng từ chối không kích ở Syria là nơi phiến quân Quốc gia Hồi giáo đang có những căn cứ quan trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Brun đang có mặt ở Ả Rập Thống nhất Emirates là nơi Pháp có một căn cứ phản lực cơ chiến đấu Rafale.